Hello anh em, dạo này mình thấy Chi Long Game nó lạ quá anh em à, vừa vui mà lại vừa sợ nữa, bỗng dưng lại tốt tính một cách kỳ lạ. Sau đợt khơi khơi cho 1.000 kim cương đợt Giáng sinh, này Chi Long lại ném vào mặt anh em si tụi mình một cái bản cập nhật cực kỳ cháy. Kiểu như hổm giờ anh em mong ước gì thì ông già Chi Long đều đáp ứng cả. Nào chúng ta hãy lướt qua xem cái cập nhật to đùng này nó có những gì nhé. Đầu tiên là việc sẽ có một sự xuất hiện của hai đơn vị tái vũ trang mới là Titan và Alex. Khỏi nói thì anh em sẽ vô cùng hào hứng với thông tin này. Vì sao ư? Đơn giản là vì đối với anh em chơi đủ lâu thì việc anh em còn nhớ về cái thời gian bùng nổ của Titan và cái cách mà đơn vị này hùng bá chiến trường nó khủng khiếp như thế nào. Titan lúc mới ra mắt thì quả thực sự không chỉ mạnh mà còn đẹp nữa. Anh em mê thể loại mecha khi thấy Titan lần đầu tiên, ai mà chả thấy sướng rơn cả người. Tiếc là một thời gian sau thì Titan bị biệt tích võ lâm. Khi các đơn vị Awaken xuất hiện khiến cho cái giá 6 cost trở nên quá bất cập. Thế là ngoài anh em chơi thời kỳ đầu ra thì Titan gần như là không tồn tại, mặc cho một quá khứ huy hoàng. Thế mà đùng một cái Di Long bất ngờ thông báo sẽ cập nhật ngay em nói trong hôm nay thì chả khiến cho anh em OB ai nấy chẳng bùng lỗ. Điều tương tự với Alex cũng vậy, em nó vừa cool ngầu, nhân cách trong cốt truyện lại rất ra gì và này nọ. Chỉ tiếc là sớm nở tối tàn, Alex cũng có một thời gian đầu ra mắt rất hữu dụng, nhưng rồi cũng mau chóng thất sủng. Vì vậy, hai đơn vị này được ream có thể nói là sánh ngang tầm với sự quay lại của Shaolin và Esterosa một thời chứ chả chơi. Nào chúng ta hãy lướt qua Titan xem đơn vị này có gì đổi khác. Về mặt thiết kế thì không có nhiều thay đổi, dĩ nhiên là chỉ Ream chứ không phải là Awaken, nên đâu đó Titan đã có một cái nét hiện đại hơn với phần đầu đã được nâng cấp. Về tạo hình thì mình vẫn thích Titan hơn so với là E1, E1 thì nó mang dáng vẻ hoang dã, còn Titan thì sẽ khoác bên ngoài một cái vỏ hiện đại và hào nhoáng hơn rất là nhiều. Titan là một trong những đơn vị Ream rất được mong chờ anh em à, và đúng là Titan không hề làm cho anh em mình thất vọng. Việc với cái giá 6 cost của bản thường trước đây đã khiến cho anh em khó chịu như thế nào thì giờ đây Titan đã được nâng cấp cực mạnh, không thua kém gì với E1 và với cái giá chỉ có 4 cost mà thôi. Wow, anh em không nghe lầm đâu, đó là 4 cost đó. Nghe mà đã rạo rực rồi phải không anh em? Đó là nhờ vào cái cơ chế passive của Titan sẽ trả lại cho chúng ta một điểm triển khai mỗi khi được triệu hồi, và cái skill lãnh đạo sẽ giảm luôn một cost triệu hồi cho con Titan. Như vậy nếu anh em cho Titan làm leader thì cỗ máy chiến tranh tương lai này sẽ chỉ còn có 3 cost thôi. Trời ơi là trời, điều này sẽ khiến cho việc hàng phòng thủ của anh em sẽ trở nên không thể bị chọc thủng. Như anh em đã biết thì đơn vị lãnh đạo ngoài việc được giảm cost còn được ưu tiên triển khai thêm một lần nữa nếu bị out. Vậy thì riêng việc spam 2 lần con Titan thì mình nghĩ trận chiến kéo dài 3 phút là sẽ không thể đủ để kết thúc đâu anh em ạ. Đã vậy Titan còn được nâng cấp thêm một cái cơ chế death cheat, sẽ hồi lại 40% máu một lần nếu như máu bị giảm xuống 1%. Một đơn vị med có thể tự hồi máu cho bản thân thật là quá khét luôn anh em. Chùa choa, nói nhiêu đó thôi đã đủ thấy đơn vị này sẽ có thể ăn ban từ nay cho đến Tết. Còn Alex thì sao? Có ngon như Titan không? Alex thì lại là một câu chuyện khác. Khác với Titan, vẫn giữ nguyên vai trò là Striker thì Alex đã được thực sự tái vũ trang thành một tăng cờ. Điều này cũng dễ hiểu thôi vì Alex vốn là người nhân bản phỏng theo một nhân vật khác, đó chính là Moss. Mà Moss là một lính phòng vệ nên Alex cũng thiên hướng làm điều đó cũng là điều dễ hiểu. Anh em nào còn thắc mắc, phía sau bộ giáp Moss trông như thế nào thì cứ nhìn Breakhead Alex là sẽ biết. Alex vốn là một Striker 3 cost rất là mạnh và đánh khá là đau, có khả năng phát hiện tàng hình,
Vì vậy, ơn trời là sau khi tái vũ trang thì Alex vẫn giữ nguyên số code, sức mạnh thì được tăng lên và đã chuyển thành lính phòng vệ. Mà trong cái game này thì lính phòng vệ là DPS là chuyện thường tình anh em mà. Như vậy thì hiện tại Alex chính là đơn vị gây đam 3 code tốt nhất trong các counter và quá nhiều thứ được tích hợp vô một nhân vật. Chém nhau thì cực đau này, tự búp khiên gây ra debuff giảm hồi máu cho đối phương. Alex Breakbeat sẽ khiến cho những striker khác phải xấu hổ. Thực sự thì hai đơn vị Realm này đều quá ung thư bởi cái ưu điểm cost quá rẻ và khả năng được phát huy từ những ưu điểm của phiên bản cũ. Quá xứng đáng để đầu tư anh em ạ. Cho anh em nào chưa kịp tích góp thì đợt Realm này sẽ kèm theo banner của Titan và Alex luôn để anh em có thể lấy thẻ dữ liệu mà nâng skill cho hai em nó. Và dĩ nhiên thì ngôi sao của tuần này chính là anh lính cưỡi ngựa Kirin. Xui xẻo cho anh là hào quang của anh đã bị vơi bớt do sự có mặt cùng lúc của Alex và Titan Realm. Nhưng thôi, đã lỡ hứa hẹn rồi thì cũng phải chào sân thôi chứ biết sao giờ. Kirin là một Awaken binh lính đầu tiên được xuất hiện và cũng là một sniper duy nhất ở hiện tại có khả năng triệu hồi đệ tử đi theo. Như vậy thì với cái giá 6 cost, Kirin sẽ không còn trở nên quá đắt đỏ. Không biết là tổ thiết kế có để ý rằng là Kirin là một đơn vị binh lính hay không? Khi mà Special Skill và Ulti anh đều có đầy đủ cả, vậy thì đáng lẽ Kirin phải là một cao tờ chứ nhỉ? Khi mới ra mắt thì Kirin cũng không thực sự quá nổi bật. Nhưng sau khi được búp cùng với lại Yuuzhi Vayne nên có thể lấy lại được ít nhiều một chút hào quang. Nhưng tin buồn cho anh em là Kirin bản C này chưa được áp dụng bản búp đó. Nên anh em nào tậu về có thể dùng để làm nhiệm vụ đi kèm và để nằm chờ búp thôi. Kirin sẽ cung cấp một khả năng phát hiện tàng hình và với cái tầm bắn xa của một sniper nên các đơn vị tàng hình coi như mất hẳn cái khả năng này. Kirin còn là một đơn vị gây đam đơn mục tiêu rất là mạnh nên ngoài PvP đơn vị này sẽ có thể là một đơn vị cực tốt để đánh boss nên em ạ. Nhược điểm của Kirin có lẽ là vai trò sniper khiến cho Kirin sẽ khá là mỏng manh so với cái vẻ ngoài hầm hố của mình. Hiệp sĩ sát sẽ quyết định không né bất kỳ đòn tấn công nào nên với Eva bằng không. Những đơn vị móc hậu sẽ dễ dàng thanh lý hiệp sĩ với một nốt nhạc. Nhưng thôi, khi nào được búp mình cũng sẽ làm một bài đánh giá chi tiết hơn. Giờ thì có đánh giá cũng không thể nào chính xác được. Đợt này Kirin đành phải nhường hào quang cho hai con quái vật Titan và Alex đi nhé. Đi kèm với banner Kirin sẽ là event cốt truyện của hiệp sĩ sắt kèm theo cái shop event. Shop event sẽ bán dữ liệu triệu hồi một đơn vị hai người lính bắn tỉa Warden, cái bọn mà được Kirin triệu hồi ra ấy. Anh em đừng vội chê nha. Con Warden mà Kirin triệu hồi là con không có gear nên nó có thể hơi yếu. Chứ còn con Warden tốn 2 cost này sẽ là cực kỳ ngon nha anh em. Với 2 cost mà được những hai em sniper. Khéo mình còn mong chờ hai con này hơn cả Kirin luôn anh em ạ. Một đơn vị công thủ khá là toàn diện. Vừa bắn xa, bắn đau lại có thể tự búp giáp. Warden là một đơn vị tương đối độc lập và có thể góp mặt vào trận chiến nhiều hơn cả anh Kirin của chúng ta ấy chứ. Hứa hẹn sẽ là một đơn vị ăn ban tiếp theo nằm chung sổ với hai em Realm mới ra kia. Banner còn có một đơn vị mới toan, đó là một Counter Striker 3 cost loại phản công, nghĩa là cùng loại với Du Mắc Hí nhà ta ấy. Đúng thật là đợt update này nó bào quá anh em. Một đơn vị phản đòn là vô cùng hiếm trong cái game này. Ela thì so với Du Hí sẽ cho ra đam mạnh hơn một chút. Có điều là phản đòn của Ela là gây mù thay vì gây choáng. Mà anh em biết rồi, gây choáng mới là debuff mạnh nhất trong game. Chứ còn gây mù thì không thực sự xịn lắm. Nhưng mà là đơn vị nữ nên mà lem hơn anh em ạ. Cuối cùng là một tính năng hút máu siêu thấm. Đó là cái mục đột phá cho tàu. Giờ thì level max của tàu đã được nâng lên tối đa là 130 level. Nguyên liệu đột phá sẽ là tàu đúc và vàng. Tính năng này hứa hẹn sẽ phân cấp giàu nghèo cho cộng đồng chơi Counter-Strike của anh em mình. Vì nó cực kỳ là tốn kém luôn anh em. Mình mới lướt nhẹ qua một chút mà đã thấy cái quả thận của mình hơi đau đau rồi đấy. Khi anh em đột phá được một lần thì tàu sẽ mở ra một cái bộ module. Cái bộ module này thực chất là một cơ chế gacha tương tự như là tẩy đồ trong Gear vậy. Mỗi bộ module sẽ gồm có hai khe. Một khe thì dành cho một đơn vị là counter, binh lính hay là thiết giáp. Một khe còn lại là loại vai trò, nghĩa là tấn công, phòng vệ, bắn tỉa hay là hỗ trợ. Mỗi khe sẽ cho một chỉ số cộng thêm cho đơn vị tương ứng với lại khe đó. Và chỉ số cùng loại đơn vị sẽ được cấp hoàn toàn là ngẫu nhiên. Anh em muốn thay đổi thì phải vào phần đặt lại ở phía dưới để reset,
Tài nguyên reset thì cực mặn nha anh em. Để lấy được chỉ số và vai trò mà mình mong muốn thì anh em sẽ cần rất nhiều sự may mắn hoặc là năng lượng đến từ thế giới visa anh em ạ. Nếu như lỡ mà anh em đã ra được cái khe mong muốn rồi và để tẩy khe còn lại mà không muốn mất cái khe kia thì anh em phải mua cái bộ nhớ SP này để khóa nó lại. Và cái này thì anh em free to play quên đi nha, cái này là phải mua bằng tiền đó. Những nâng cấp này cộng một lượng chỉ số không phải là lớn nhưng sẽ tạo ra một chênh lệch đáng kể. Vì hiện giờ thì các anh em OB gần như đã đạt được giới hạn nâng gear maximum rồi. Thôi mình đành về với sân chơi ao làng, nhường lại sàn đấu cho anh em nạp cạc thôi. Nguy hiểm cận kề thì cũng được reset lại, anh em tranh thủ vào tham gia nhé. Ít nhiều gì thì anh em cũng nên lấy điểm, hoàn thành thì cũng dễ, đua top mới là khó. Và đó là những gì nổi bật có trong bản cập nhật siêu to khổng lồ này. Chúc anh em gacha may mắn và hẹn gặp lại anh em ở những video kỳ tới nhé.